Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải vừa có buổi họp trực tuyến với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ triển khai các dự án thành phần 1 là trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm trụ sở hải quan, đồn công an cửa khẩu, đồn công an địa phương, trụ sở cơ quan kiểm dịch y tế, v.v. đều chậm so với yêu cầu. Trong khi đó, yêu cầu bắt buộc đặt ra là các dự án thành phần này phải hoàn thành trước khi gói thầu 5.10 nhà ga hành khách hoàn thành đưa vào khai thác. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cho biết, dự án đồn công an địa phương đã hoàn thành việc bàn giao đất và thiết kế kỹ thuật. Hiện hồ sơ đang gửi xin ý kiến thẩm định của H02 Bộ Công an. Khi có ý kiến thẩm định từ H02, dự án có thể khởi công vào tháng 6 năm 2024.